bạn có ý định đi du học Malaysia thì các bạn có phụ huynh nên chọn ngành chọn trường để mà đi du học tại nước này hay không? Thì thường thì các bạn hay có nhu cầu đi học online, những cái chuyên ngành nào được các bạn ưa chuộng nhất? Thì trong chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương sẽ tư vấn cho các bạn một số chuyên ngành mà các bạn có thể lựa chọn khi mà đi du học tại nước Malaysia. Thì hàng ngày thì số lượng các bạn học sinh có nhu cầu đi học Malaysia tới tư vấn tại công ty Tân Đại Dương cũng khá là đông, và các ngành mà các bạn thường hướng tới và chọn như là du lịch khách sạn, thiết kế, công nghệ thông tin, vân vân. Và khi học những ngành này thì các bạn có thể chọn học tại trường KDU ở Malaysia. Các ngành học của trường thì khá là đa dạng, ngoài những cái ngành chơi thì các bạn có thể chọn các ngành như là trang trí nội thất, ngành thiết kế truyền thông hoặc là kỹ sư viễn thông vân vân. Hay các bạn có thể chọn học tại trường New Life thì các bạn có thể lựa chọn ngành hướng dẫn du lịch hoặc là quản lý mỹ thuật, nghệ thuật ẩm thực hay là công nghệ y khoa vân vân. Và Malaysia còn có các chương trình với các mức độ như là chứng chỉ cao đẳng đại học và thạc sĩ, có chứng chỉ và cao đẳng thì được đào tạo bởi những trường. Trong khi thì các khóa học đại học và thạc sĩ thì được hợp tác với các trường đại học hàng đầu ở Anh Quốc và Úc. Chi tiết thì các bạn có thể truy cập vào website www.tdu.vn hay là tddvn.com. Vậy thì điều kiện và hồ sơ du học tại nước Malaysia như thế nào? Thì qua đây thì Tân Đại Dương cũng xin tư vấn cho các bạn một vài chi tiết như sau. Điều kiện du học tại nước Malaysia, đối với chương trình cử nhân thì học sinh phải tốt nghiệp trung học phổ thông và hoặc là học sinh lớp 11 với điểm trung bình là từ 7 phải trở lên và không yêu cầu điểm TOEFL hoặc là IELTS, không yêu cầu chứng minh tài chính. Và những giấy tờ mà các bạn cần khi mà nộp hồ sơ như sau: giấy khai sinh, học bạ hoặc bằng tiền phổ thông cao đẳng đại học, hộ chiếu 10x4x6, đơn xin học theo mẫu của trường, bằng cấp tiếng Anh nếu có, giấy khám sức khỏe theo phần của trường. Và sinh viên khi mà sang Malaysia thì không phải xin visa mà chỉ cần một cái letter of approval LOA của sở di trú của nước Malaysia cấp. Bình thường thì xin LOA này mất khoảng 2 tháng. Và để biết hồ sơ của mình như thế nào thì nên chuẩn bị những cái gì thì các bạn hãy lên trực tiếp các văn phòng của Tân Đại Dương tại quận 1, quận 5 hoặc là Nha Trang. Thì các bạn cũng có thể gọi điện thoại để tư vấn là 38382080 hoặc là 38481879 để được tư vấn miễn phí. Ngoài ra thì đặc biệt khi các bạn đăng ký làm hồ sơ du học Malaysia tại công ty Tân Đại Dương thì trong năm học này khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì các bạn sẽ nhận được nhiều suất học bổng giá trị với nhiều chương trình học bổng đa dạng mà các bạn có thể tham khảo như sau. Học bổng từ 10-30%, thì học sinh phải học hết lớp 11 hoặc là 12 và có điểm trung bình cuối năm từ 7 phẩy trở lên và không yêu cầu điểm tiếng Anh. Học bổng 50% thì bạn cần cung cấp hồ sơ như là học bạ cấp 2, bằng cấp 2, bảng điểm lớp 10 và điểm lớp 12 nếu đã học xong lớp 12. Học bổng 100% thì hồ sơ có